Xin chào các bạn đã đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong. Em thấy hiện tại bây giờ xã hội bây giờ cứ đua nhau dòng mít Thái rồi các loại mít khác ăn, nhưng mà thật ra mua về ăn cực kỳ là chán, nhạt tạch, ăn chẳng ra cái gì luôn mọi người nhé. Quên đi cái bản chất của mít con người Việt Nam chúng ta, mít dai Việt Nam cực kỳ là ngon luôn, ăn rất là thơm ngon, mít của chúng ta cực kỳ là ngon ngọt, còn bên trong nó còn có cả mật nữa, múi cực to, chăm cực kỳ dễ mà lại không giàu. Đây nha mọi người, đây là cây mít dai ta của mình đây mọi người này. Cây này ăn quả cực là ngon luôn, ăn cực ngọt, nó có cả mật bên trong mọi người nhá. Múi cực to luôn, đó. Những cái dòng mít dai ta của mình ngon thì không rồng, cứ đua nhau đi dòng mít Thái, ăn nhạt tạch mọi người. Mà dòng mít dai ta của mình này thì sau này mọi người còn có bán được cả gỗ, thân gỗ mình cũng bán được nhé mọi người nhá. Nhưng mít Thái thì mình không bán được đâu mọi người, nó mềm cây không bán được. Vậy nên là mình dòng mít dai ta là cực là hiệu quả tốt hơn, vừa bán được quả mà vừa bán được cả gỗ. Nhưng mà mình phải tạo hình mọi người nhá. Vì vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người một video về cách tạo hình cái cây mít dai ta như thế nào cho nó hợp lý để sau mình còn bán được thân gỗ mọi người nhá. Đó, như mọi người đang nhìn đây là cây 1.5 năm rồi mọi người nhá. Đó, thì bây giờ cây này 1.5 năm đây mọi người. Thì đầu tiên tại làm sao em không tỉa đây mọi người nhìn. Cây năm đầu tại vì cái rễ của nó, cái tán của nó là nó che bộ rễ mọi người nhá. Nên là cái bộ rễ của nó ra đến đâu thì cái tán ra đến đấy. Nên là nó quy định, nên là nó che bộ rễ của nó làm cho mát. Thì những cái năm đầu tiên mình không nên tạo. Và khi nó đã có cái bộ hình cây khung đẹp như thế này đó mọi người nhá, thì mình mới bắt đầu mình cắt mình tạo, thì nó bộ rễ nó mới ổn định. Còn vừa mới rồng mà nó vừa ra được nhánh, mọi người đã tạo để lưng lên thì cây nó sẽ còi cọc, nó sẽ chết, nó cứng, nó không cứng cây là một. Thứ hai là nó sẽ còi cọc cây, nó dễ đổ. Và thứ ba là nó bộ rễ nó bị bó mọi người nhá. Nó nên là mọi người phải để cái tán nó như thế này để cho nó bộ rễ nó ra, để cho nó phát triển. Và những cái năm sau từ 1.5 năm đổ đi bắt đầu mọi người tạo cho em. Thì như em bây giờ em sẽ cắt mọi người nhá. Bây giờ như cái cành này bây giờ tạo thì mọi người tạo tất. Tại vì những cái cành này mình chưa lên để quả thì mình cứ cắt. Và sau này nó sẽ đẻ ở những cái mắt này này. Mọi người cắt thì nó mít nó sẽ đẻ ra, từ những cái mắt này nó sẽ đẻ ra cái cánh nhánh quả, lụ ở hoa quả ở đây mọi người nhá. Ở đây là mọi người cứ cắt. Đấy. Cắt cách thì cách ra độ khoảng vài phân nó khô vào là vừa mọi người nhá. Đó, mọi người cứ cắt lưng tán lên và tạo làm sao để cho cây mít này nó rơi tầm khoảng 1.5 m, 2 m, có nghĩa là tầm 1.5 m đến 2 m, càng tốt. Nói chung là mọi người tạo càng cao càng tốt, thì tầm 2.5 m gì đấy thì là cái thân gốc nó cao lên thì sau này mọi người bán nó sẽ dễ mọi người nhá. Nó thân một chính như này mọi người đó, thì mọi người tạo như vậy thì mọi người cứ lưng tán dần lên. Đây như mình sẽ lưng lên một cành nữa mọi người nhá. Đây, mình đã lưng từ cái gốc này. Mọi người lưng cái gốc lên nó rơi tầm khoảng 1.5 m, 2 m, 7 rồi. Giờ mình sẽ cắt nốt cành này và mình để cành những cành trên này mọi người nhá. Đó, mình sẽ cắt cành này nữa này. Đó, và cành này nữa. Đó, thôi cành này mình để này, cành này mình để tại vì cho nó cứng cây này. Nhưng mình sẽ tạo bên trên này, những cái cành này sau này mình vẫn phải cắt, thì bây giờ mình cắt trước đi, mình tạo trước đi mọi người nhá. Cho nó thoáng cây đi. Đó, đằng nào mình cũng sau này mình cắt thì bây giờ mình cắt đi để cho nó thoáng cây, để cho nó mọc. Mình cắt vậy đi. Nó chỉ 1-2 cành này để cho nó cứng cái chạc, cứng cái cây thôi mọi người nhá. Đó, và sau tầm khoảng 3-4 năm thì là nó sẽ có quả mọi người nhá. Đó, thì mình xin chia sẻ với mọi người về cái video về cách tạo hình, nó cũng đơn giản thôi. Còn khi làm mít nó đẻ quả thì nó sẽ có phân biệt những cái cành đực và cành cái, thì mình sẽ lại chia sẻ với mọi người. Tại bây giờ nó cây con này nó chưa có được những cành đực cành cái, thì mình chỉ chia sẻ với mọi người cách sơ qua cái cách để mọi người tạo hình cho cây nó phát triển khỏe mạnh thôi. Đó mọi người nhá. Hy vọng là video sẽ giúp ích được cho mọi người, cũng như là mọi người biết đến cái chất lượng của mít dai ta của mình rất là ngon. Mọi người cứ chạy theo những cái xu thế mới của mít, dòng mít khác, nhưng mà thật ra quên mất rằng cái mít lai da, mít dai của chúng ta ăn cực kỳ là ngon, thì chúng ta lại lãng quên mất. Vậy nên là mình chia sẻ video này, hy vọng rằng mọi người sẽ trân trọng mít của Việt Nam chúng ta ăn cực kỳ là ngon luôn. Và đến đây mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người nhé.